Kim Ba và Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn. Trong bài tập hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cái cách thức cũng như các cái kỹ thuật để thực hiện được tư thế tách ngang trong bộ môn yoga. Ngọc Anh có thể thực hiện tư thế tách ngang. Tư thế tách ngang là một tư thế mà giúp chúng ta tăng sự linh hoạt cho đôi chân của mình. Trong phần lớn các động tác cuộc sống hàng ngày, việc sở hữu một đôi chân linh hoạt là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Ngoài việc tác động kéo giãn toàn bộ phần chân, làm hệ thống mạch cũng như là hệ thống sức khỏe của phần chân chúng ta cải thiện lên, thì cái phần khớp háng chúng ta được tăng sự linh hoạt hơn rất là nhiều. Và trong các vận động yoga các bạn để ý đúng không? Rất nhiều động tác liên quan đến phần chân. Và tất nhiên thì để thực hiện được nó thì chúng ta có những cái lưu ý riêng. Thì trong tư thế tách ngang, tăng tư thế tách ngang thì ở tư thế đầy đủ thì chúng ta có thể tách thẳng hay gọi là xoạc ngang hoặc tách ngang, thì là mức độ tối đa của nó là 180 độ. Thì gần như là hai chân chúng ta tạo thành một cái đường thẳng. Đó bao gồm gót chân này, phần hông của chúng ta này, 4 điểm. Ví dụ chúng ta căn thành 4 điểm. Dạ. Thì nó, nếu mà đứng trên cái đường chỉ này thì là gót chân, cái phần hông chúng ta, hai bên phần hông và phần gót chân bên kia, 4 điểm này tạo thành một đường thẳng tắp và lưng chúng ta giữ thẳng hoàn toàn. Thì đấy là tư thế tách ngang một cách đầy đủ. Thế thì để thực hiện tư thế này thì không phải ai cũng thể thực hiện được ngay, mà chúng ta có sẽ có những cái bước sau. Còn anh sẽ hơi co chân lại một chút. Bước cơ bản ban đầu thì chúng ta chỉ cần ngồi lùi lại một chút. Ngồi lùi lại đây một chút. Ngồi lại đây một chút. Đấy. Ok. Thế thì bước ban đầu chúng ta sẽ tách rộng ra theo cái mức cơ bản của mình. Tùy vào độ dẻo mỗi người nhé. Có người lớn tuổi khác nhau, có người bị chấn thương khác nhau. Thì hoặc độ dẻo khác nhau thì các bạn cứ tách rộng ra ở mức cơ bản ban đầu đã. Và tiếp theo là chúng ta điều chỉnh cái lưng của mình. Cái lưng của chúng ta là giữ thẳng. Lưng chúng ta giữ thẳng bao gồm phần mông, phần vai và phần sống lưng chúng ta giữ thẳng. Tay các bạn sẽ đặt về phía trước. Được chưa? Nếu mà trong trường hợp chúng ta giữ cái lưng của mình thẳng rồi mà chân của chúng ta nó không thẳng, nó tự động nó co lại, nó co gối lại như này chẳng hạn, hoặc là bàn chân bạn bị đổ về sau, thì bạn có thể thu khép lại một chút nữa để cho dễ thực hiện hơn. Không sao cả nhé. Chúng ta sẽ thực hiện từng bước một. Trước tiên hãy điều chỉnh xong phần lưng, rồi thứ hai chỉnh phần chân. Với phần chân bạn hãy để ý này, cái chúng ta sẽ quan sát phần bàn chân. Một cái lỗi cơ bản trong quá trình tập luyện tư thế tách ngang này, đó là mọi người hay bị đổ cái ngón út về phía sau này, cái bàn chân chúng ta hay bị đổ xòe rộng sang hai bên. Thế chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách là dựng thẳng bàn chân chúng ta lên, đẩy căng và đẩy thẳng bàn chân, đẩy thẳng phần chân của chúng ta. Thì ở trạng thái này bạn giữ làm sao cái cảm giác căng ở khớp háng ấy nó vừa sức thôi, nó đừng bị căng thẳng quá. Nhưng là khi chúng ta tách rộng ra nó áp lực rất là lớn đến các sợi dây cơ của chúng ta ở dưới khớp háng. Thì nếu chúng ta mà giữ căng quá thì thứ nhất là chúng ta không giữ được lâu. Mà không giữ được lâu đủ thời gian thì cái nhóm cơ nó không thể giãn ra được, nó mất hiệu quả trong quá trình tập luyện. Hai là nó tạo cho bạn một cái tâm lý sợ trong tập luyện. Đau quá mà, đau quá là chúng ta sợ là chúng ta hay bỏ cuộc. Và cứ liên tục mà quá trình mà giữ căng mà bỏ cuộc thì làm cho bạn hay bị chóng chán. Thì chính vậy chúng ta hãy giữ một cách kiên trì. Vì đây cũng là động tác là cũng thuộc loại gọi là thuộc nhóm động tác là lưng cao và khó. Thì các bạn phải tỉ mỉ vào mỗi ngày. Thì sau khi đã giữ ổn định phần lưng thẳng, phần chân thẳng và cường độ căng vừa sức, thì nhiệm vụ của bạn vô cùng đơn giản thôi, là giữ tĩnh và hít thở sâu theo cái thời gian quy định của mỗi người. Thế để hiệu quả động tác này thì hiệu quả thì mình khuyên bạn nên giữ khoảng tầm trên 1 phút thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thay vì chúng ta giữ 30 giây thu lại thì cái nhóm cơ nó chưa đủ giãn thì trong khoảng 1 phút. Còn đối với Kim Ba của huấn luyện viên thì tất nhiên thì các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn sẽ giữ lâu hơn, từ 2 đến 3 phút cho một lần giữ. Và khi giữ một lúc kết hợp với hơi thở chậm đều, cái cảm giác căng nó dịu đi là vì nguyên nhân là cái nhóm cơ nó giãn ra. Thì lúc đấy bạn lại tiếp tục tăng độ căng lên một chút và cứ mỗi ngày nhích hơn một chút thì chúng ta sẽ thực hiện được tư thế này. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta giữ ở ngoài mà khó, các bạn có thể áp sát lưng của mình vào tường để giữ cho phần lưng chúng ta nó giữ thẳng, áp sát vào tường. Và nhớ nhá, chúng ta có thể kê một viên gạch để hai bên chân để cho phần chân chúng ta nó không bị rơi đổ về phía sau. Nếu viên gạch đổ thì chứng tỏ bạn phần chân bị sai thôi. Phần tay chống về phía trước. Ở trong một số cái biến thể trong tư thế tách ngang, đó là chúng ta có thể trạng thái là chúng ta nhào và gập về phía trước. Thì Ngọc Anh sẽ xoay ngang để các bạn có thể nhìn thấy phần lưng. Nhìn thấy phần lưng. Đấy. Thì một lỗi mà có thể là gây ra sự đau lưng cho những cái bạn trong quá trình tập luyện tư thế tách ngang ấy, thì bạn quan sát là mọi người hay bị ép cái phần hông xuống, làm sự quá tải phần lưng chúng ta. Nhưng khi tập tách ngang xong là các bạn hay bị đau phần thắt lưng. Thì chúng ta vẫn duy trì cái lưng mình thẳng. Thẳng. Hãy tưởng tượng là có một cái thước đằng sau lưng của mình. Thế thì phần thắt lưng này, phần vai này, phần cổ chúng ta duy trì ở trạng thái thẳng thì nó sẽ làm lưng của bạn ở trạng thái trung lập và là không bị mỏi. Chúng ta gập xuống bao nhiêu thì gập, chúng ta vẫn giữ thẳng.
Hãy quan sát, vẫn giữ thẳng nhá. Tránh trường hợp là giữ lại cong mông lên, ép xuống này thì hay bị đau phần lưng, hay bị mỏi và khó chịu phần lưng. Thì đấy là một vài lỗi. Một số lỗi nữa là liên quan đến cái phần gối, là khi chúng ta ép xuống quá căng là cái phần gối chúng ta hay bị bênh cao này, co rút lại này. Thì bạn chú ý. Một lỗi nữa trong quá trình thực hiện cũng liên quan đến phần lưng là chúng ta thay vì không thẳng võng về trước, chúng ta lại gù lại, cuộn tròn. Khi chúng ta gập xuống chúng ta lại cuộn tròn lưng của mình lại. Thì cái điều này nó không tốt cho phần lưng chúng ta. Tập thì nó vẫn căng vào phần chân nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng đến phần lưng của bạn, làm cho cái hơi thở chúng ta nó bị hẹp lại. Thế tưởng tượng chúng ta cuộn tròn này thì chúng ta sao thở được, đúng không? Thì hãy nhớ nhé, căn chỉnh cái phần lưng chúng ta bằng một cái thước, hay là để cái thước bên cạnh. Nếu mà cái phần chỗ, phần vai và phần mông mà chỗ này nó võng, nó tạo thành cái khoảng trống lớn, tay chúng ta phải thò qua được, thì chúng ta nên điều chỉnh lại và ép sâu cái phần lưng của chúng ta. Thế đấy những lưu ý trong tư thế tách ngang. Kỹ thuật cơ bản để thực hiện tư thế này thì hãy lưu ý là đó là cái thời gian giữ. Để đạt hiệu quả tốt hơn thì bạn nên đưa ra một cái kỷ luật và một cái lộ trình trong quá trình tập luyện. Ví dụ như chúng ta quy định là sau khi tập luyện các động tác để giãn mềm các nhóm cơ rồi thì chúng ta sẽ bước vào tư thế tách ngang và chúng ta quy định cho mình là mình sẽ giữ ở cường độ bao nhiêu, ở cường độ bao nhiêu, như là cái độ rộng của hai chân ấy nó là bao nhiêu độ. Các bạn hình dung là hai chân tách ngang ra sẽ tạo thành một cái góc ở giữa háng của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta nên đo lại, chúng ta ghi chép lại là ngày hôm nay mình đang tách được khoảng tầm 90 độ. Thế thì mục tiêu trong ngày hôm nay sau nửa tiếng hoặc là sau 15 phút tập luyện, bạn chỉ cần tiến lên thành 91 độ thôi thì bạn sẽ tăng lên, mỗi ngày tăng lên 1 độ thì quá trình tập luyện của mình sẽ đạt được hiệu quả ngay. Thì nhiều bạn là chúng ta không có quy trình đo lường trong quá trình tập luyện, đặc biệt với tư thế tách ngang là chúng ta cứ mong muốn tách thẳng ra giống như Ngọc Anh vừa rồi ấy, thì không phải tách một phát nó được như vậy, nó sẽ bị chấn thương ngay. Mà chúng ta không có đo lường nên chúng ta hay bị nản chí là không biết được là ngày hôm nay mình tập đã đến bao nhiêu. Thì bạn nhớ nhé, kết thúc buổi tập chúng ta đo xem là chúng ta tách được thêm 1 độ chưa, lấy eke ra, lấy eke hoặc là lấy cái góc độ là trên cái thảm chúng ta để căn được cái vị trí chân chúng ta đã nhích xa được bao nhiêu. Và nhớ thêm yếu tố vô cùng quan trọng là thời gian nữa. Thời gian giữ thì ngày hôm nay bạn quy định là bạn giữ động tác này trong vòng 2 phút đi, để thực hiện chuyên về tư thế tách ngang ạ. Bạn quy định 2 phút thì bạn lấy một đồng hồ ra để bạn bấm, dụ đồng hồ bên cạnh này, bạn bấm 2 phút là 2 phút dừng lại và kết hợp với cái hơi thở thật sâu. Khi giữ các tư thế nhóm kéo giãn này thì cái hơi thở sâu nó giúp bạn dịu, nó làm giãn cơ rất là nhanh và làm dịu cơn đau, như là làm cho nhóm cơ chúng ta nó giãn ra rất là nhanh. Thì đấy là những lưu ý và giúp bạn nhanh chóng thực hiện được tư thế tách ngang. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn phục hồi cũng như là phát triển cái các cái nhóm bài tập của mình một cách nhanh chóng hơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tiếp theo. Xin chào.